Sau Tràng, tuyệt tác thiên nhiên giữa vùng núi non lòng đất. Bác Nam già đưa tôi tới vùng đầm lầy ngập nước, một khu vực quan trọng cho hệ sinh thái bởi nó cung cấp nơi ở và sinh sản cho nhiều loài động vật và thực vật. Chúng tôi cảm nhận từng hơi thở của thiên nhiên khi lội xuống để ngắm nhìn hoa rau tràng, với danh pháp khoa học là Nymphaeus indica, nở rộ ven bờ. Trên mặt hồ trong xanh, những bông hoa trắng muốt của rau tràng nổi bật dưới ánh nắng, tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Loài này có tên tiếng Anh là Water Snowflake, có nghĩa là bông tuyết trắng, một cái tên thể hiện một cách đẹp đẽ hình dáng của loài hoa này. Những cánh hoa mỏng, giòn và trắng tinh khiết, giống như những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mặt nước. Tên gọi thơ mộng này nhấn mạnh vẻ quyến rũ và thanh lịch của rau tràng, khiến nó nghe thật mê hoặc như chính vẻ ngoài của nó. Là một loài cây thảo thủy sinh thuộc họ thủy nữ. Cây có lá nổi, hình tròn, màu xanh ngọc bích, giống lá cây súng. Với đường kính khoảng 2,5cm, hoa nở vào mùa hè và chỉ tồn tại trong một ngày, nhưng liên tiếp sinh ra những bông hoa mới, tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy và huyền ảo. Rau tràng không chỉ làm cảnh đẹp trong ao, hồ cá, mà điều tuyệt vời nhất là chúng còn giúp lọc nước và tạo nơi trú ẩn an toàn cho vô số loài thủy sinh. Xa xa, núi non hùng vĩ càng làm cho bức tranh thiên nhiên thêm phần ấn tượng. Đàn cò trắng đậu trên ngọn cây như tô thêm vẻ đẹp bình yên và hùng vĩ cho khung cảnh thiên nhiên. Chúng tôi tiếp tục dạo bước, bác Nam kể thêm về công dụng của rau tràng trong ẩm thực và y học. Tại Campuchia, thân cây tươi được bán ở chợ để ăn kèm với lẩu. Ở đồng bằng sông Cửu Long, người dân cũng sử dụng loài cây này như một loại rau ăn thông dụng. Đặc biệt, ở Ấn Độ, rau tràng còn được sử dụng trong y học để chữa sốt, đau đầu và vàng da. Chuyến thăm lòng đất mùa nước nổi đã giúp tôi nhận ra rằng rau tràng không chỉ là một loài cây thủy sinh bình thường mà còn là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái và đời sống con người. Qua sự chia sẻ tận tình của bác Nam, tôi hiểu hơn về giá trị và vẻ đẹp tiềm ẩn của loài cây này. Chuyến đi về lòng đất mùa nước nổi không chỉ đưa tôi đến với cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ mà còn mang đến cho tôi một người đồng hành vô cùng đặc biệt, bác Nam già.